Cô bác ơi, hôm nay mình tiếp tục mình đến tiếp một cái điểm, cái khu tưởng niệm đó cô bác. Đây đây là một cái khu tưởng niệm. Đây. Đây, mình ghi xa xa cô bác xem là tổng quan cái. Đây là khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa cô bác. Cô bác thấy rõ không? Thấy nó bị chóa quá rồi, có lẽ là nó bị khuất một phần nào. Thấy nó không rõ, để mình đi theo một góc cảnh khác đây cô bác xem coi nó có khuất không. Tại cái chữ này nó mà vàng ấm thành ra nó ở ngoài ánh nắng nó bị chóa cô bác ơi. Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa đây. Đây. Đây là cái cổng chính của bác. Hôm rồi có mở cửa mình vào không được cô bác. Mình hỏi mấy cái người ở trong này thì họ nói dịch giả bây giờ cũng không vào được luôn cô bác ơi. Họ đóng cửa luôn rồi. Mấy ngày trước thì họ có mở cửa, mình tính đi vào mà vào không được. Bây giờ vẫn còn đóng cửa thinh thích luôn. Đây. Đây là phần cửa chính của bác. Rất là rộng, khuôn viên là rộng mà ở trong đẹp lắm cô bác. Đây, cô bác nhìn lại một lần nữa đây. Đây, mình đã tiến vào sát cái cổng rồi đây cô bác. Và những gì cô bác nhìn được đây ở trong này đây. Đây. Đó là những gì cái ở phía trong cái khuôn viên cô bác ơi. Đây là những gì bên trong khuôn viên này. À, mình lia cái máy không được rồi. Đây. À, mình đưa cái máy vào trong cái cửa chính này cô bác. À, mình sẽ ghi một số hình ảnh này cho cô bác xem ở phía trong. Đó, cô bác thấy đẹp không? Cũng bị khuất luôn rồi cô bác. À, thôi thì được ngần nào hay ngần đó. Và đây khuôn viên của cái phần trong cái gian thờ là có bia tưởng niệm mà chắc đọc không được quá cô bác ơi, chắc là đọc không rõ rồi, chỉ thấy mờ mờ dạng dạng thôi. Đây đây là cái tấm bia phía trong chỗ cái điện thờ ở trong đó cô bác. Ở gọi trong kia nó có một cái điện kế tiếp nữa, và bên trái này nó có một cái khu tưởng niệm nữa. Đây mình đưa camera vào trong cái cổng cánh cổng này cô bác. À, mình ghi hình cho cô bác xem. À, chỉ ngần ấy thôi cô bác ơi, tổng quan thì chỉ vậy thôi, không thể hơn thế được. Rồi cái phần chính này có cái biển luôn nè. Đây rồi phía bên gian kia chỉ thấy được một cái mái ngói thôi cô bác ơi. Nó lại khuất lên cái cổng chính này rồi. Và sâu trong kia lại lại một cái phía sau trong kia lại còn một cái mái ngói cong cong nữa đây. Đó, chỉ như vậy thôi. Đó, cái hậu phía sau. Rồi. À, cái khuôn viên ở sau rất là rộng cô bác. Rộng tít mù khơi luôn. Cái khu tưởng niệm này chỉ nhỏ hơn cái khu đền thờ của 18 vị vua Hùng thôi, chứ mà cũng khá là lớn đấy. Đây, mình sẽ đem cái camera ra khỏi cổng của bác xem. Đây, đây là cái cánh cửa. Đó, cái cánh cửa mình đưa cái camera vào đó cô bác.
và mình đi tiếp bên đây, mình đi trở về phía đằng đông của bác. Nó không, ở đây nó không nằm trên trục đường cách mạng tháng 8 nha bác. Đường cách mạng tháng 8 nó tới đây nó ngõ vào, nó ngoặt vào. Đây. Đây là mình đi trước cái khuôn viên đây. Bên này là cũng cái gian nhà bên tay phải cô bác ơi. Để mình bước qua xích vào đây tí xíu nữa mới được. Nó cũng khá là rộng à. Đấy, cô bác thấy xa xa phía trong á. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái điểm này cô bác ơi. Mình đưa cái camera mình coi. Đây. Đây là một gian nhà phía tay phải nữa nè cô bác. Đây là nơi cái nó khu tưởng niệm của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa nha cô bác. Mà ở đây cũng chính là phường Bùi Hữu Nghĩa. À, phường Bùi Hữu Nghĩa, đường cách mạng tháng 8 cô bác ơi. Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và bên tay trái kia là một ngôi nhà tưởng niệm nữa. Đó, mình không thấy rõ luôn các bác ơi. Nói chung là ở đây một gian nữa và bên kia một gian nữa. À, tổng mình sẽ xem tổng quan thôi chứ giờ không vào được rồi thôi. Và mình quay qua bên kia là cô bác xem đó. Cái nhà phía sau ở sao. Ngoài cổng chính đi vào là một cái dãy nhà này đây. Có cái bia đây. Có cái bia tưởng niệm đây. Và xa trong kia là một ngôi nhà nữa. Thôi bây giờ mình lùi trở ra cô bác ơi. Thấy không rõ rồi. Mình lùi rồi trở ra cổng lại. Có lẽ nơi chỗ này, cái điểm này thì nhìn có thể là rõ hơn đấy, rõ được không? À, mình đưa vô camera vô đường này đi. Đây cô bác. Đó, à, cô bác thấy gian nhà sau rồi đó. Đây. Cái đây gian này là cái gian đền thờ đây cô bác. Cái gian đền thờ từ cổng chính nãy mình thấy cái mộ bia đó, cái bia đó cô bác, cái bia tưởng niệm đó đó, cái bia tưởng niệm đó cô bác. Và cái phần ở phía dưới này là phần ở đằng sau nè. Thêm một cái gian nhà, chắc cái nhà này lưu niệm hay gì đóng cửa thinh thích cho cô bác ơi. Đó. Đó, những gì lưu niệm hay gì. Rồi, tổng quan là thế đó cô bác. Và tới đây là một cây si. Cái si là bên đây có một cái thêm một cái nhà nữa. À, các bác thấy rõ chưa? Đây, cái gian nhà này ở chỗ cái si đây. Rồi, tổng quan cái thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, cái nơi tưởng niệm của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa là ở trong và ở ngoài như thế đó cô bác. Không vào cổng được thì đành chịu thôi. Rồi. À, mình chỉ viếng được người ấy thôi cô bác ơi. Chừng nào hết dịch đó thì có thể mở họ mở cửa cho mình vào thì mình viếng kỹ ha. Rồi, bây giờ mình đang lui ra. À, mình nhìn ngoài cái trước cái mặt tiền ở trước cô bác. Đây là phía đằng đông cô bác. Đây. À, thì cô bác thấy rộng không? Đây. Trở lại phía đây. Đó, các bác thấy chưa? Rất là rộng luôn. Đây là cổng chính. Có hai ông Lân đây.
Và đây là cái biển trên cổng chính. Đó, cô bác thấy rõ chưa? Khu tưởng niệm Thủ Khoa, Bùi Hữu Nghĩa. Rồi, bây giờ mình trở lại phía hướng đằng Tây cô bác. Đây là những gì ở ngoài quang cảnh trước cái khu tưởng niệm này đây. Rộng lắm cô bác ơi. Rất là rộng. Đây. Mãi tận tiếp cho rồi. Ở phía đằng Tây luôn cô bác. Đó, cái hàng rào rộng mút ngàn là đằng kia luôn. Và mình đang tiến sát lại cái khu cái nhà bên cánh tả cô bác ơi. Cái điểm mình này mình sẽ đưa cái ra camera vào đây ngoài cổng chính, cô bác nhìn ra bên tay trái là cái nhà này, và sau một cái nhà tưởng một cái bia tưởng niệm ở trước đó là cái nhà này. Đây là khu bia tưởng niệm ở trước rồi cô bác. Rồi vào trong là một cái nhà lưu niệm hay gì mà đóng cửa rồi đó. À, đóng cửa rồi đó. Và tiếp đến cái dãy sau kia nữa còn một cái nhà nữa. Đó cô bác, cái lúp súp ở sao? Đó một khu nhà tưởng niệm nữa đó. Nói chung là khu này rất là rộng, chỉ so với khu của đền thờ 18 vị vua Hùng là có phần nhỏ hơn thôi, chứ cái khu này ở đây tọa lạc ở đây rất là rộng luôn. Rồi, tất cả đó là những gì bên trong của khuôn viên khu tưởng niệm Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa nha cô bác. Cũng là phường Bùi Hữu Nghĩa, đường Cách Mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây, hai ông sư tử đây. Ông Lân chứ. Hai ông Lân Ngự chứ đây. Và đây là cái cổng chính. Rồi, mình đã đi một vòng ở xung quanh cái tổng quan thôi cô bác. Còn nội tình ở bên trong thì phần nội ở bên trong thì mình hẹn cô bác rồi khi nào mà hết dịch giả thì mở cửa mình vô mình sẽ tham quan ghi hình cho cô bác xem. Rồi, thế là như vậy là mình xin kết thúc cái clip ở đây cô bác ơi. Ở khu tưởng niệm của Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa ở đây. Rồi. Chào cô bác nha. Hẹn gặp lại cái clip ở sau.